Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với câu lạc bộ vận động trực tuyến của chúng ta chiều ngày hôm nay. Cảm ơn lời giới thiệu cũng như là bài khởi động vô cùng hiệu quả của bạn Trang. Mình là Thắng, mình đến từ Hà Nội. Hôm nay thì rất là vui khi lại có cơ hội được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong buổi tập ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một buổi tập về giãn cơ. Đúng như bạn Trang vừa có chia sẻ trong phần khởi động của chúng ta. Đó là cái phần đầu tiên của buổi tập ngày hôm nay, là để chúng ta làm nóng các khớp lên để cho chúng ta kéo giãn các nhóm cơ ở trong cái phần đầu tiên của chúng ta. Các bạn hình dung là chúng ta đang kéo giãn cái nhóm cơ đó, và phần còn lại mình sẽ hướng dẫn các bạn và chúng ta sẽ giữ ở cái điểm căng nhất để cho mục tiêu của buổi tập ngày hôm nay. Mục tiêu của việc giãn cơ đó là chúng ta sẽ dẻo dai hơn, linh hoạt hơn, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé, bắt đầu luôn buổi tập ngày hôm nay. Ở trong buổi tập ngày hôm nay thì các bạn hãy chuẩn bị thảm và một góc máy phù hợp nhất nhé, để chúng ta có thể có những bức ảnh đẹp nhất đến từ ban kỹ thuật. Mình sẽ bắt đầu chia sẻ âm thanh luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với đầu tiên luôn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với ngồi xuống sàn này. Các bạn ngồi thẳng lưng lên, chúng ta khoanh chân lại. Đó là thẳng lưng nhá, hai tay đan sau gáy này. Bắt đầu tư thế đầu tiên, chúng ta sẽ đưa cổ xuống. Các bạn nhớ là trong quá trình mà chúng ta giãn cơ thì chúng ta sẽ cố gắng hít bằng mũi và thở ra bằng miệng. Hít sâu vào nhé các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta vòng tay trái qua tay bên phải và nghiêng đầu sang trái nào. Và cố gắng kéo nhẹ thôi các bạn, kéo nhẹ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng giữ ở điểm căng nhất và làm chậm thôi, cố gắng làm từ từ thôi. Hít thở thật sâu nào, rồi hơi kéo nhẹ về phía trước này. Các bạn sẽ cảm thấy là phần vai gáy, phần cổ của chúng ta đang được kéo căng ra. Các bài tập giữ này sẽ giúp cho phần máu lưu thông tốt hơn nhé. Rồi chúng ta đổi sang bên còn lại, tay phải vòng sang trái này, nghiêng đầu sang phải nào. Hít sâu thả lỏng nhé các bạn. Rồi chúng ta hơi kéo nhẹ về phía trước. Rồi chúng ta hạ tay xuống, lại trở về ban đầu, duỗi thẳng tay phải ra các bạn, lấy tay trái kéo lỏng bàn tay xuống. Các bạn vẫn ngồi thẳng lưng nhé. Chúng ta sẽ tạo thói quen ngồi thẳng lưng ngay cả trong lúc tập và trong các khoảng thời gian khác trong ngày. Cố gắng kéo căng tay ra. Các bạn sẽ cảm thấy phần cẳng tay này, phần từ cụ trỏ xuống đến cổ tay của chúng ta được kéo căng ra. Rồi mình đổi bên còn lại. Bài tập này sẽ giúp cho phần cẳng tay của chúng ta được kéo giãn ra. Ở những cái bài tập mà chúng ta chống hay chúng ta giữ tay xuống dưới sàn nhiều, có thể mỏi, thì chính cái động tác này sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được cái việc đau mỏi đó. Ok, mình hạ xuống này. Rồi bây giờ đan hai tay vào nhau, chúng ta đẩy thẳng vào trước. Đó là hít thở nhé. Các động tác rất đơn giản đúng không? Chúng ta có thể tập luyện thường xuyên bất kỳ đâu, và hãy cố gắng là duy trì nó. Rồi mình đưa lên cao này, cố gắng đưa qua tai nhé, thẳng lưng lên các bạn. Hít thở sâu vào. Rồi mình hạ tay xuống này. Tiếp theo mình sẽ hạ thủ trỏ tay trái xuống sàn. Tay phải mình vòng qua đầu, với dài tay phải ra. Chúng ta sẽ cảm nhận được phần liên sườn bên phải chúng ta đang được kéo căng. Cố gắng hít thở sâu nha các bạn. 5 giây nữa. 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta đổi bên còn lại. Hạ tay phải xuống này, tay trái vòng qua đầu, cố gắng với dài tay ra. Các bạn sẽ cảm thấy là khi mà mình hít sâu, khi chúng ta thở ra,
mỗi lần chúng ta thở ra như vậy, cơ thể sẽ được kéo giãn hơn một chút nữa. Nếu như mình cố gắng với dài tay, hãy hít sâu vào 4 giây, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta trở về vị trí ban đầu này. Tiếp theo nhé, mình sẽ dùng tay phải này nắm vào gối bên trái, bạn người về phía sau. Tay trái chúng ta chống phía sau lưng nhé, tay phải mình tì vào gối bên trái, bạn người về phía sau. Ba, hai và một. Rồi chúng ta đổi sang bên còn lại, tay trái này đầu gối phải và bạn người về phía sau. Năm giây nữa, 4, 3, 2 và 1. Ok các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ mở hai lòng bàn chân ra, hai lòng bàn chân chụm vào nhau, để ra xa người trước nha các bạn. Chúng ta để lòng bàn chân ra xa người trước này, cố gắng hai đầu gối sẽ mở ra hai bên, cố gắng sát sàn càng tốt nhá. Vươn tay lên hít một hơi thật sâu này, ngả người về phía trước và mở gối ra. Các bạn cố gắng xuống theo nhịp thở nhé. Chúng ta sẽ hít một hơi thật sâu và xuống theo nhịp thở. Khi chúng ta xuống đến điểm sâu nhất rồi, cố gắng giữ lại, mở gối sang hai bên, cảm nhận phần cơ mông của mình đang được kéo giãn. Xuống càng sâu càng tốt nha các bạn. Chúng ta còn 5 giây, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta từ từ trở về vị trí ban đầu này. Rồi có gối sát người hơn một chút nữa. Lần này bài tập sẽ tác động đến phần cơ khép của chúng ta. Chúng ta vươn tay lên hít này, mở gối sang hai bên nha các bạn và cúi người xuống. Cố gắng thả lỏng nha các bạn, cảm nhận cái phần cơ của chúng ta đang được kéo giãn, phần cơ khép. Ta còn 5 giây nữa, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta từ từ trở về vị trí ban đầu. Các bạn nhớ nhé, trong quá trình mà khi mà chúng ta đang giữ ở cái tư thế mà cái nhóm cơ nó được kéo giãn ra rất là căng rồi đúng không? Thì khi mà chúng ta kết thúc động tác, chúng ta trở về vị trí ban đầu cách chậm rãi thôi, để cái nhóm cơ đó được từ từ thả lỏng ra. Nhá, chúng ta sẽ cố gắng như vậy. Rồi tư thế tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu quỳ lên sàn các bạn. Các bạn bắt đầu chưa? Rồi chúng ta quỳ lên sàn này. Giữ gót chạm mông nhá, để gót chân chạm mông này. Rồi chúng ta với tay về phía trước. Đúng, thế của em bé với dài tay ra phía trước, nhưng mà gót vẫn chạm mông nhá. Để giữ ba tay lại, thật kéo người về phía sau. Hít sâu nhá. Hít sâu nhá. Thả sát ngực xuống. Rồi bây giờ chúng ta mới tay sang trái này. Và mới tay sang trái và nghiêng người sang phải. Tay trái chúng ta sẽ tì lên tay phải, giữ tay phải lại và nghiêng người sang phải. Kéo về phía sau nào. Cố gắng vươn tay nha các bạn. Còn 5 giây nữa. 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta đổi sang bên còn lại. Ở trong Sài Gòn đang mưa đúng không ạ? Mình sẽ cố gắng nói to hơn một chút. Các bạn đổi sang bên còn lại nhé. Ra với tay sang phải và nghiêng người sang trái. Cố gắng kéo người về phía sau nha các bạn. Hạ thấp mông xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta trở về vị trí ban đầu nào. Tư thế tiếp theo nên chúng ta sẽ chống tay xuống sàn này. Các bạn chống tay xuống sàn.
Chú ý nhé, phần tay mình sẽ để vuông góc với sàn. Rồi đầu gối chúng ta cũng để vuông góc như vậy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế con mèo này. Bốn người xuống hít mũi này. Vươn người ra thở. Cúi xuống hít. Vươn ra thở. Di chuyển cả phần lưng và phần bụng nhé các bạn. Cúi xuống hít. Vươn ra thở. Chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Năm giây nữa các bạn. 4 3 2 1. Rồi ạ, tiếp theo này chúng ta sẽ hạ củ trỏ xuống. Các bạn hạ củ trỏ xuống sàn này. Mông chúng ta vẫn giữ trên cao nhé. Tay trái chúng ta với sang phải. Rồi nghiêng người sang phải một lần nữa. Nhớ là hạ củ trỏ tay phải nha các bạn. Tay trái chúng ta với sang bên phải này. Cố gắng với dài ra. Mông giữ nguyên nhé, đẩy mông lên cao này. Hít thở sâu vào các bạn. Rồi chúng ta sẽ đổi sang bên còn lại. Hạ củ trỏ tay trái với tay phải sang. Và nghiêng người sang phải. Còn 5 giây nữa. 4 3 2 và 1. Rồi chúng ta vươn người ra phía trước này các bạn. Vươn người ra phía trước này, hạ thấp phần hông xuống. Vươn ngực mở vai. Động tác này sẽ tác động đến phần bụng của chúng ta được kéo giãn. Chú ý là mũi chân mình sẽ duỗi thẳng ra. Hít thở sâu. Rồi bây giờ nghiêng sang phải nhìn gót chân này các bạn. Nhìn gót chân phải. Chúng ta vẫn ưỡn ngực mở vai. Đổi sang trái. Ok, rồi chúng ta từ từ trở về vị trí ban đầu này. Ngồi lên gót chân nha các bạn. Chúng ta sẽ ngồi lên gót chân nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ chống tay ở phía sau này. Bàn tay chúng ta sẽ chống xuôi người. Mũi bàn tay chúng ta hướng về phía trước nhá. Năm đầu ngón tay hướng về phía trước. Chúng ta sẽ ưỡn ngực lên. Mở vai nha các bạn. Hít thở sâu nào. Đầu tiên là gót chân vẫn chạm mông nha các bạn. 5 giây nữa. 4 3 2 và 1. Sau đó chúng ta đẩy mông lên cao này. Tác động vào phần lưng nhiều hơn. Cố gắng giữ nha các bạn. Đẩy lên điểm cao nhất của các bạn này. Hít thở thật sâu vào. 5 giây nữa. 4 3 2 và 1. Sau đó chúng ta sẽ từ từ ngồi lên các bạn. Ngồi lên nhé. Buổi tiếp theo này, mình sẽ cố gắng này chạm tay vào gót chân. Rồi chúng ta ngả người chạm tay vào gót chân này. Vẫn căng ngực ra. Còn 5 giây nữa. 3 2 và 1. Ok, chúng ta từ từ trở về vị trí ban đầu nào. Rồi tiếp theo nhá, chúng ta sẽ hạ củ trỏ xuống. Các bạn chú ý nhá, vẫn ở tư thế quỳ gối này. Mình sẽ hạ củ trỏ xuống. Đầu tiên là mình hạ củ trỏ xuống đây các bạn. Hạ củ trỏ xuống trước. Bài tập này sẽ tùy thuộc vào độ linh hoạt của mỗi bạn nhá. Chúng ta có thể, nếu như mà xuống đến củ trỏ đã căng rồi, chúng ta sẽ giữ ở đây. Còn những bạn mà tốt hơn nữa, chúng ta sẽ duỗi hẳn tay ra. Hạ người sát xuống sàn. Duỗi mũi chân nha các bạn. Cố gắng giữ ở đây này. Thả lỏng ra. Rồi nếu có thể hơn nữa thì chúng ta sẽ chụm hai đầu gối lại, giãn cả phần đùi trước luôn. Đừng quên hít thở nữa các bạn. 5 giây nữa. 4 3 2 và 1. Ok, sau đó chúng ta sẽ từ từ trở về vị trí ban đầu. Thoát thế ra các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đang cảm thấy cái phần cổ chân, phần mu bàn chân nó đang khá là căng rồi đúng không? Khá giãn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển xuống đến phần là thân dưới. Các bạn có thể dừng lại một chút nhé để chúng ta bổ sung nước, bổ sung trà. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục.
Các bạn nghe tiếng mình nói và âm thanh như này có ổn không? Vừa nãy mình có nhận được một tin nhắn ở trong Sài Gòn là đang mưa to. Đang mưa to và em cố gắng nói to hơn, không biết các bạn nghe đã ổn chưa nhỉ? Ok đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập của mình nhé. Ok các bạn đã quay trở lại chưa? Chúng ta bắt đầu này, tư thế tiếp theo của chúng ta vẫn là quỳ gối nhé các bạn. Chúng ta sẽ bước một chân lên phía trước này, hai chân vuông góc nhé. Rồi chúng ta sẽ co góp chân sau này, ấn hông về phía trước. Đúng rồi bạn Trang, cố gắng bước dài chân trước ra, chân trái bước dài hơn. Các bạn chú ý nhé, chân trước chúng ta sẽ cố gắng bước dài ra để mình ấn được cái hông xuống, kéo giãn được cả phần cơ khép nữa, phần hông. Và gót chân sau thì cố gắng giữ chạm mông này. Rồi mình hạ chân sau xuống các bạn, hạ chân sau xuống này, duỗi thẳng chân trước ra, chân trước duỗi thẳng nhá. Rồi văn phòng Sài Gòn đang tập khá tốt rồi, hai tay chạm sàn này các bạn. Các bạn có thể thấy là các bài tập này của chúng ta rất là đơn giản đúng không? Ai cũng có thể tập được, từ thanh niên cho đến người lớn tuổi cũng như là các bạn nhỏ, đang tập rất là tốt. 5 giây nữa nhá, 4, 3, 2 và 1. Ok, chúng ta đổi sang bên còn lại, xoay đổi bên này các bạn. Vừa nãy là chân trái đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ là chân phải. Đổi chân trái ở phía trước này, chân phải ở phía sau. Đổi chân nào. Nhớ nhá, chân trước bước dài ra, gót chân sau chạm mông. Chúng ta sẽ cảm nhận được phần đùi trước đang được kéo căng đúng không? Cố gắng nhất đừng tì vào phần đầu gối của chân trái, mà mình sẽ tì ở phần phía trên của đầu gối. 5 giây nữa này các bạn, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta hạ chân sau xuống, duỗi thẳng chân trước này. Đúng rồi, ấn hông xuống. Mông chưa chạm gót chân đâu nhá, gót chân chưa chạm mông đâu. Hai tay chạm sàn này, duỗi thẳng chân trước ra. Năm giây nữa, 4, 3, 2 và 1. Ok, rồi chúng ta sẽ trở lại với tư thế ngồi xuống sàn. Lần này mình sẽ ngồi gập chân. Chúng ta sẽ không ngồi khoanh chân nữa mà chúng ta sẽ ngồi gập chân nhá. Hai chân chúng ta gập lại, một chân mở và một chân khép. Rồi các bạn cùng làm như mình nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đây này. Sau đây chúng ta chống tay phía sau và xoay gối sang bên còn lại. Nhớ nhá, di chuyển hai bên luôn, hai chân đồng thời luôn. Nếu như chúng ta là người mới thì chúng ta có thể dùng một chút lực ở phía sau tay. Nhớ nhá, ngồi thẳng lưng lên các bạn, ngồi thẳng lưng lên thì tác động vào phần cơ khép. Làm chậm thôi, cảm nhận phần cơ khép đang được tác động. Rồi, động tác này thì có thể dùng chút lực ở phần tay, có thể dùng tay trợ lực lại. Hít thở đều nào. Chậm thôi, cảm nhận cái phần cơ đó. 5, 4, 3, 2 và 1. Ok, chúng ta trở về vị trí ban đầu nè. Vừa nãy là chúng ta để mông chạm sàn rồi đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ không dùng tay nữa mà chúng ta nhấc hẳn mông lên, xoay sang bên còn lại. Các bạn hình dung ra không? Chúng ta xoay nhưng mà chúng ta nhấc hẳn mông lên nhá, cố gắng không dùng tay nữa. Bây giờ dùng toàn bộ lực của phần thân dưới này. Đúng không? Các bạn có thấy khác không? Thẳng lưng nhá, không dùng tay nữa. Chúng ta dùng hẳn chân này, chỉ dùng chân thôi, nhấc hẳn mông lên, xoay sang bên còn lại. Cố gắng làm chậm thôi, làm chậm và hít thở. Quan trọng là chúng ta có thể kiểm soát được động tác, kiểm soát được cơ thể. Còn 5 giây nữa, 4, 3, 2 và 1. Ok, chúng ta trở về vị trí ban đầu nhé. Rồi này mình lại ngồi chụm hai chân lại. Chân chúng ta sẽ mở ra phía ngoài. Chân còn lại có sát người nhé. Dựng mũi chân này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta này, vòng tay phải qua, vòng tay phải nghiêng người sang trái. Cố gắng xuống đến điểm sâu nhất của các bạn. Giây nữa, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta từ từ trở về này, đổi sang bên còn lại.
cố gắng xuống sâu nhất nha các bạn, chân mở rộng ra, đổi bên còn lại. Ba, hai và một, rồi chúng ta từ từ trở về vị trí ban đầu này. Tiếp theo chúng ta sẽ ngồi chụp hai chân lại, chụp hai chân hướng thẳng về phía trước nhé. Mình sẽ quay ngang này. Ok, rồi chúng ta sẽ vòng tay ra, giữ lấy lòng bàn chân, giữ ở đây nhé. Chúng ta sẽ cố gắng giữ giữ để cho phần bắp chân của chúng ta chạm xuống sàn, thẳng gối cho các bạn. Cảm nhận phần chân của chúng ta đang căng lên đúng không? Cố lên nhá, giữ ở đó. 5 giây nữa này, 4, 3, 2 và 1, rồi sau đó chúng ta nhấc gót chân lên, căng hơn rất nhiều đúng không? Ở bạn nào mà chúng ta chưa với tay được chạm vào chân ấy, thì chúng ta phải đặt mục tiêu, phải cố gắng hơn. Mỗi ngày chúng ta giãn cơ một chút là chắc chắn là sẽ linh hoạt hơn, sẽ với tay được chạm xuống cái chân. 5 giây nữa này, 4, 3, 2 và một, rồi các bạn hạ gót chân xuống. Bây giờ chúng ta sẽ giữ tay vào gót chân và cúi người xuống sâu hơn để giãn đập phần lưng này. Xuống theo nhịp thở nha các bạn. Bốn giây nữa, 3, 2 và 1, rồi chúng ta từ từ trở về vị trí ban đầu nào. Ok nhá. Tiếp theo này chúng ta sẽ ngồi mở rộng chân ra. Các bạn mở rộng chân sang hai bên này. Nhớ nhá, cố gắng rộng chân này, chúng ta mũi chân nó dựng lên hướng sang hai bên. Nhá, rồi tay mình chống phía sau mông này, đẩy mông lên phía trước. Mở rộng chân sang hai bên. Các động tác này chúng ta sẽ cố gắng đang là cố gắng để giãn phần thân dưới nhá. Cố lên các bạn. Hít thở đều nào. Có bạn nào cảm thấy đỡ căng hơn tuần trước không? Cũng là động tác này nhưng mà cảm giác của hôm nay sẽ rất khác so với hôm trước đó. Nếu như chúng ta tập luyện thường xuyên. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng với tay lên xa hơn một chút này. Với ra xa hơn một chút đi, lùi tay lên phía trước này. Căng hơn rất nhiều đúng không? Chân giữ nguyên nhá. Chân cố gắng giữ nguyên các bạn. Lên các bạn, hít thở sâu và tiếp theo mình hạ cùi chỏ xuống này. Năm giây nữa chúng ta sẽ hạ hẳn bàn tay xuống, cố gắng hạ sát người xuống sàn nào. Năm giây nữa nha các bạn. 3, 2 và 1, rồi chúng ta từ từ trở lại vị trí ban đầu nào. Rồi chúng ta sẽ ngồi co gối lại, co gót chân lại, hai lòng bàn chân chụm vào nhau. Rồi chúng ta sẽ di chuyển hai đầu gối hai bên này, liên tục như vậy để giãn cái phần cơ thép mà chúng ta vừa xoạc ra. Sau một tuần chúng ta tập luyện các nhóm cơ liên tục rồi, từ thứ 2 đến thứ 6 thì một buổi giãn cơ cuối tuần sẽ giúp cho chúng ta có thể là giảm bớt cái cơn đau mỏi ở các cái nhóm cơ đó và giúp cho cái quá trình hồi phục cơ bắp nhanh hơn, hạn chế đau mỏi đúng không? Cố lên các bạn, sắp xong rồi. 5 giây nữa này, 4, 3, 2 và 1, ok, sau đó chúng ta đứng lên nhá. Lên này các bạn. Các bạn dùng nốt trà, nốt nước đi, bổ sung thêm một chút nữa nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại để đến với
một vài động tác cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay. Hai chân rộng bằng vai nha các bạn. Chúng ta sẽ đan tay vào nhau này, vươn lên hít, người xuống và thở ra, vươn lên hít, hít sâu các bạn ưỡn ngực lên, cúi xuống thẳng lưng này, đẩy mông ra phía sau, thẳng đầu gối. Chúng ta làm 5 lần như vậy. Cố gắng bới sâu xuống nhé, hạ thấp người xuống. Một lần cuối cùng này, lần cuối cố gắng giữ tay chạm sàn nha các bạn, chạm ở điểm sâu nhất, cúi dốc người xuống, hít thở sâu, tiếp theo hai tay chúng ta sẽ nắm gót chân trái, kéo cầm vào sát đầu gối nào. Đổi bên còn lại, cố gắng duỗi thẳng chân nha các bạn. Ta còn 5 giây nữa. 4, 3, 2 và 1. Rồi ạ, sau đó chúng ta sẽ từ từ trở về vị trí ban đầu. Các bạn đứng lên nhé. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành một buổi tập giãn cơ ngày hôm nay rồi. Các bạn cảm thấy thế nào ạ? Có thấy cơ thể kéo giãn ra nhiều hơn không? Để cho buổi tập của chúng ta được hiệu quả, cũng như là các bạn có thể nhanh đạt được mục tiêu về vóc dáng cũng như là về sức khỏe của chúng ta, thì ngoài việc tập luyện chúng ta hãy kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh nhé. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian cuối buổi tập để giao lưu, như là các bạn, nếu như các bạn có câu hỏi nào thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho mình cũng như cho các anh chị hướng dẫn khác trong phần chat nhé. Hôm nay mình thấy một số bạn tập có vẻ dẻo hơn hôm trước rồi. Các động tác kéo giãn thì có thể là có thấy là xuống sâu hơn được, xuống sâu hơn một chút so với hôm trước. Hôm nay là ngày thứ 7, là buổi tập cuối cùng trong tuần của câu lạc bộ vận động trực tuyến của chúng ta. Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 17:30 chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Ngày mai thì các bạn có thời gian để nghỉ nhé. Chúng ta có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cho cơ thể hồi phục, như là cho các nhóm cơ của chúng ta được xây dựng lại cơ bắp nhé. Vâng, cảm ơn các bạn ạ. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Có lẽ chúng ta sẽ kết thúc buổi tập ngày hôm nay ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các buổi tập tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một buổi tối bên gia đình và người thân vui vẻ và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại.